Mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin diễn viên Đinh Dương Lan Ngọc ký hợp đồng livestream với một công ty chuyên đưa người sang các nước như Malaysia và Philippines xuất khẩu lao động. Thông tin này khiến dân mạng lẫn người hâm mộ nữ diễn viên không khỏi hoang mang. Trên Facebook cá nhân, quản lý của Lan Ngọc lên tiếng khẳng định Đinh Dương Lan Ngọc không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với các công ty quốc tế livestream và mang người đi xuất khẩu lao động tại các quốc gia như Malaysia và Philippines. Đinh Dương Lan Ngọc không trực thuộc các công ty có các hoạt động tương tự và những lời hứa hẹn, gợi ý, yêu cầu chuyển khoản đều không có thật và không liên quan đến Lan Ngọc. Người này cũng nhấn mạnh, bất kỳ ai khi phát hiện thông tin sai lệch thì nên xác minh kỹ hoặc báo lại các cơ quan có thẩm quyền. Trao đổi thêm với báo Thanh Niên, phía quản lý nữ diễn viên cho biết Lan Ngọc gặp không ít tin đồn trong nghề. Thông thường, nữ diễn viên sẽ không phát ngôn đến các vấn đề đồn thổi hoặc không liên quan đến mình. Tuy nhiên, do lần này có thể ảnh hưởng đến người hâm mộ nên phía Lan Ngọc phải lên tiếng trước. Người này cho hay nếu có dấu hiệu sai phạm, phía Lan Ngọc sẽ lập vi bằng và có bước xử lý tiếp theo. Ngoài ra, phía công ty Lan Ngọc cũng lên tiếng về những tin đồn thất thiệt liên quan đến hai thành viên chung công ty với Lan Ngọc là Diệp Lê và Tú Hảo. Người đại diện cho biết Diệp Lê không tham gia bất kỳ công ty livestream nào, cũng không nhận các khóa dạy livestream hay tham gia đào tạo con người. Về phía Tú Hảo, người đại diện cho biết cô chỉ có một đơn vị quản lý nên không có chuyện tách công ty hay có thêm một người thân cận phụ trách riêng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.